Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Biển Ca nha. Hôm nay thì trời giông mưa bão lên dân. Cỡ này mưa quá mưa mọi người ơi, ở nhà thì không có làm món gì ăn được. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn đơn giản tại quê mình, đó là món cá lóc nướng mía nha mọi người. Để làm được món cá lóc nướng mía thì mình cần phải có cá lóc, và nguyên liệu thứ hai đó là mía. Đây, mời mọi người theo dõi nha. Đây, hàng cá lóc này. Đó, bây giờ mình nướng mía. Mía này mình sẽ tiến hành mình gấp, mình nướng cho nó dễ nha mọi người. Mời mọi người theo dõi nha. Cá nó còn sống mọi người ơi. Đó, mình sẽ xỏ cá vô nha, xỏ cái miếng vô trong con cá. Đó, mình để là mình nướng nha mọi người. Còn con cái tiếp mình cũng làm đi ra gì. Mía này giòn quá. Nó giòn, nó giòn, hơi giòn. Mình sẽ cho khúc mía vào trong cá luôn nha mọi người. Đó. Này hơi to. Đó, mình gấp nhỏ lên chút mọi người. Món này thì ở quê nhà mình hay làm lắm. Tại vì nướng mía là nó rất là ngọt. Thịt cá mía thì mía nó ra đó. Thịt cá rất là ngọt mọi người. Cái mía vô trong luôn. Ok mọi người, lúc này mình đóng sâu vô nha. Rồi bây giờ mà mọi người theo dõi nha. Cá lóc nướng mía thì đơn giản dễ làm lắm. Đó, để mía vô trong này. Chín rồi con. Ừ, chút đi cho đem vô ăn ha. Ồ, bên này nó đang lá cạo.
cá này nãy do mình đập nó bị sơ xuất đó mọi người, nên nó dậy chóc da luôn. Hai cá lóc của mình chín rồi nè mọi người, bây giờ mình lấy cái mía ra mình xẻ cá lóc ra mà mọi người ăn thử nha. Mời mọi người ăn nha. Đồ ồ. Đó. Mía nó ra khói ngút ngút luôn á. Đây. Cá chín rồi nè mọi người. Đồ ồ. Thơm mía dữ dằn luôn mọi người ơi. Quá trời thơm luôn. Thịt cá trắng tư luôn nha. Hấp dẫn chưa? Đó. Buổi chiều ở quê đơn giản lắm mọi người, chỉ có thế thôi. Bây giờ mình ăn thử miếng cá là nó khác gì so với cá nướng bình thường không nha. Nó thơm lắm mọi người ha. Nó thơm mùi của mía nè. Rất là thơm luôn, thịt thơm mà nó dai nó ngon nữa. Quá ngon mọi người ơi. Mọi người hãy trải nghiệm và làm thử món cá lóc nướng mía giống mình nha mọi người. Đó, để mình cảm nhận được. Một miếng nè, thơm quá thơm. Ngon quá ngon. Thơm quá thơm. Mía nóng đi ngút quá. Giãn cá này ra luôn, mình vô ăn cơm nha mọi người. Buổi cơm chiều của người miền Tây thì đơn giản vậy thôi. Có hai con cá lóc nướng thôi. Trong mùa mưa bão này, mùa đặc biệt là mùa dịch bệnh này. Mời mọi người dùng cơm với mình, cơm chiều với mình đơn giản thôi nha. Hai con cá này thì có 1 kg mọi người ơi. Đơn giản với cơm đơn giản nha. Tạm thời mình xin kết thúc video ở đây. Cả nhà hãy like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Nè đây hai con cá nướng này. Chà bá bự luôn. Ngon quá mọi người ơi. Hấp dẫn không? Đó. Khói nghi ngút luôn. Giờ mình vô ăn cơm nha mọi người.